Và trước diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, bão số 4, Khánh Hòa sẽ cấm biển bắt đầu từ 14 giờ ngày hôm nay, 27 tháng 9. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 24 giờ qua, thời tiết tại địa phương này nhiều mây, có nơi có mưa rào. Riêng huyện Vạn Ninh và Khánh Sơn có lượng mưa tương đối cao. Dự báo vào chiều và đêm nay, khu vực Khánh Hòa sẽ có mưa rào và rông, có nơi có mưa to. Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương không để cho tàu khai thác đánh bắt hải sản ra khơi, đặc biệt thực hiện việc cấm biển trừ các phương tiện thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn trước 14 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.